Hello, xin chào tất cả các quý vị anh chị nha. Hôm nay em có biết được cái thông tin này nè, là cái quy hoạch mới của tỉnh Đồng Nai. Hôm nay em có cơ hội em xin chia sẻ, em review quy hoạch của tỉnh 2022 đến 2050 cho các quý vị cùng theo dõi kiến thức mỗi ngày ha. Em biết cái gì thì em chia sẻ cái đó, thì anh chị em nào quý mến thì cho em một sub, cho em một like. Em ở quê hương Long Thành, em thấy người ta mua bán gì mà đất đai người ta cứ xem chọc chọc gì quy hoạch, em không biết thì thôi em cũng xin chia sẻ tí. Giáp với các tỉnh thành thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Thuận luôn, thì em xin chia sẻ lấy làm điểm chính từ cái sân bay quốc tế Long Thành nhà em ha. Thì anh chị em nào mà thích quan tâm thì cứ comment phía dưới, rồi cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ em, cho em mừng, em phấn khởi ha. Nhất là các anh chị đầu tư bất động sản á, mà nhìn cái video này của em thì nhớ cho em một sub, nhiều nhiều like lên nha, chia sẻ cho bà con đồng bào mình cùng biết tới ha. Và em cứ chia sẻ đi tới đâu thì nó có cái khu vực xã huyện nè, cũng như là huyện Long Thành, huyện Long Khánh, huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ. Mời các anh chị cùng xem cho em nó vui ha, để em cố gắng em làm nhiều cái video cho các anh chị cùng xem.